và Thông Trần. Xin mến chào quý vị trở lại với chương trình Tâm sự đề ốc của chúng tôi. Nếu như mà quý vị khách hàng nào mà có nhu cầu về mua bán nhà, các cơ sở thương mại, những căn income properties, những căn condo, townhouse hay hoặc là vacant land, xin đừng ngần ngại gọi cho Trúc Trương hoặc Thông Trần tại 714-717-3691. 714-717-3691. Chủ trương của Thông Trần và Trúc Trương uy tín, tận tâm, nhanh chóng, nhất là mang sự hài lòng và an tâm cho quý vị. Trúc Trương và Thông Trần lúc nào cũng có cái giá list nhà với lệ phí thấp cho đồng hương của mình nha quý vị. Trúc Trương và Thông Trần là Real Estate Brokers làm việc 6 quận của miền Nam California. Đó là Orange County, Los Angeles, Riverside, San Bernardino, Ventura và ở San Diego nữa quý vị. Nếu như mà quý vị có nhu cầu cứ liên lạc với chúng tôi 24/24, 7 ngày một tuần. Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ nha quý vị. Để trở lại với cái chủ đề của ngày hôm nay là Trúc Trương thấy có một số tin tức về địa ốc cũng đáng chú ý và muốn gửi đến quý vị của chương trình Tâm sự địa ốc này. Thì thật ra Trúc Trương thấy cái chủ đề là cái phân lời đang giảm thì có nên mua nhà trong thời điểm này hay không? Thì thật sự Trúc Trương có xem một số tin tức về vấn đề địa ốc tình hình hiện tại, và Trúc Trương thấy được những cái trang web mà của Hiệp hội mua bán nhà tại Cali cũng như tại nước Mỹ đó quý vị. Thì Trúc Trương thấy cái trong cái quý 3 của năm 2023 đó quý vị, giống như bây giờ là cuối năm rồi, cũng thành quý 4 rồi, nhưng mà họ có những cái thống kê con số của quý 3 của năm 2023 đó, thì cái vấn đề mà giá nhà đó nó tăng tới 5.5% so với năm 2022, vì cái lượng nhà lên thị trường mặc dầu là bây giờ nó cũng tăng 5% rồi, nó cũng tăng giống như những cái list nhà lên thị trường nó cũng tăng 5%, nhưng mà vẫn không đủ cái nhu cầu, đúng không? Chính vì vậy cái giá nhà nó vẫn đang tăng là 5.5%. Nhưng thật ra thì khi mà cái giá nhà nó tăng lên cao thì giống như là về vấn đề loan đó quý vị, thì họ sẽ tăng cái gọi là cái loan amount tăng cao lên, cái loan limit đó, giống như cái số tiền mà nhà băng họ cho mình mượn bắt đầu cũng tăng cao, giống như là những cái loan bình thường nha, những cái confirming loan đó quý vị. Thay vì của năm trước đó, những năm trước đó thì họ chỉ cho mình mượn khoảng là nhiều lắm là khoảng 726.200 thôi ha. Đó, nhưng bây giờ bắt đầu từ tháng 1 năm 2024 thì cái loan amount họ sẽ tăng lên tới 766.550 đồng, có nghĩa tăng khoảng 40.000 á. Coi như họ cho mình mượn thêm 40.000 nữa quý vị nha. Cái đó là những cái loan bình thường, những cái loan nhỏ nhỏ. Còn nếu như những cái loan lớn đó thì họ chứa khoảng cho mượn khoảng 1 triệu cho mượn tới coi như gần 1.1 triệu đi, thì bây giờ họ cho mượn khoảng 1.1 triệu, gần 1.1 triệu 50 cho tới năm đầu năm tháng 1 đầu năm 2024 đó là bắt đầu mình có thể mình mượn cái loan amount cao hơn. Thì thật ra khi mà cái loan amount cao thì nó lại ảnh hưởng tới cái tiền down nữa, đúng không? Giống như nếu như mà quý vị vẫn giữ cái mức loan cũ đi, thí dụ họ cho mình mượn cái mức loan cũ ha, là 726.000 đó, mình down 20% đi, thì bây giờ họ nói nếu như mình năm tới cái loan amount nó tăng lên thì mình nếu mình vẫn muốn giữ cái mức tiền mà monthly payment hàng tháng á, giống như cái tiền mình trả hàng tháng, nếu mình muốn giữ như bây giờ mình đang mượn khoảng 760 đi, thì là ít nhất mình phải down tới 25%, hơn 25% tí xíu thì mình mới giữ được cái mức bằng cái mức mà trước đó mình đang mượn. Còn không là mình phải coi như là mình phải down nhiều hơn nữa, đúng không? Chứ còn mình muốn giữ cái mức bình thường giống như kỳ trước mình đang mượn thì phải ít nhất down 25%, hơn 25%. Nói chung là
Lúc quý vị mà mua nhà đáng lẽ nó cho quý vị maximum là 720, mà khi cái căn nhà quý vị mua đó mà cái tiền down của quý vị không có đủ đến như đó để cái cap, cái tiền loan nó là 720 thôi, mình phải đem tiền nhiều hơn vô, mình lúc đó thì mình short khoảng 50.000. Thì bây giờ cái loan nó cho mình mượn thêm cao thêm 50.000 nữa thì mình khoảng 40.000. Khoảng 40.000 thì mình đủ qualify để mình mượn một cái loan để giúp đỡ cho những người hơi mé mé. Và thậm chí hiện tại bây giờ thì không thấy cái tiền lời ấy, hiện tại một tháng nay nó cũng xuống cũng khoảng 1 chấm mấy, thì 30 năm. Coi như bây giờ Trúc Trương thấy những cái transaction mà khách của Trúc Trương đang đóng được có thể là có người được 6.3, đó đang lót có phân lời có thể là 6.3, trong khi đó mấy tháng trước coi như 2-3 tháng trước là mình thấy có thể là tới 7 chấm mấy lần, 7.75 đúng không, 7.7 lần ha. Thì bây giờ coi như mình xuống khoảng được 1 chấm, thành ra đây là cái cũng cơ hội mà người nào đang ngắm nghé đang đi tìm nhà mà không ra mình nghe nó lên thì bây giờ nó tụt xuống cũng cả chấm rồi, đúng không? Nếu mà cả chấm mấy vị mà mượn một cái lon bự khoảng 700.000 á, một tháng mấy vị xếp cũng 400-500 khác biệt nhiều lắm á, khác biệt nhiều lắm á. Giống như là một số quý vị trong cái thời gian mà muốn mua nhà cả triệu mà mượn cái lon thì họ cho mượn có 700 mấy, rồi mình thì đau ít có 20% đau, mà mình muốn mua cái căn nhà theo ý mình muốn từ 1 triệu mấy trở lên, đúng không, mà họ phải đi trong bầu lon đó. Thì bây giờ cũng là cái cơ hội, mình có nhiều người ở đây theo cái tin tức thì họ nói có một số ít thôi chứ không phải là tất cả mọi người, thì có một số ít những người đi trong bầu lon đó, bây giờ người ta refinance để người ta đi lại cỡ, tại cái lon nó tăng rồi, thấy không, cái loan amount nó tăng, người ta không đi theo cái trăm bầu loan, người ta sẽ đi lại cái loan bình thường. Rồi cũng dưới dạng không, hồi nãy không nói có những người mà ta mua nhà mà ta thiếu khoảng 40-50 ngàn một cái loan, ta đi cho cái maximum này, nhưng mà tiền mặt mình đem vô tao không có đủ thì ta phải đi trăm bầu loan để cover luôn cái trên cái đó. Thì trăm bầu loan thì hồi nãy Trúc nói là khoảng 1.1 đến 1.150, đúng không? Nãy 1.150 cho rồi. Những cái loan lớn đó. Thì những người giúp đỡ cho những người chính giữa đang bo đầm lại cũng như đang mức mà bo đầm thì có giống như ý họ nói là có một số những người đã mua trăm bồ loan rồi đó, thì bây giờ sẵn dịp này cái loan nó đã lên, cái loan mà mau đã tăng, thì ý có một số người ta refinance để ta đi lại cái loan bình thường, tại vì cái loan nó cho mình mượn tới 1.000.000 rồi. Với lại một lần nữa thầy không nhắc quý vị là nếu quý vị mà refinance cái trong bầu loan cái hồi nãy Trúc nói, thì cho giờ trong vòng từ đây đến năm sau còn có 3 tuần gần tháng thôi, cuối năm rồi sang năm mới, mà nghe cái tin tức thì nói cái tiền lời nó có thể xuống đến khoảng đúng gần này. Gần 3 chấm này luôn đấy, thì mình không có xua là nó xuống tới 3 chấm hay không, nhưng mà theo cái bản tin đúng là thông nói thì Trúc mới bắt đầu nói tới cái vụ đó nè quý vị. Theo cái tin mà Trúc Trương đọc từ cái Housing Wire cái trang này, thì họ nói rằng á, cái những người expert của trong giới địa ốc là những người mà chuyên giống như họ giỏi rành rọt về địa ốc đó quý vị ha. Đó, thì họ expect là có nghĩa là họ nghĩ là mong muốn là năm 2024 cái phân lợi nó sẽ xuống thấp nữa. Đó là theo họ, giống như là họ thấy cái kinh nghiệm, cái đà họ nhìn đó, cái tầm nhìn của họ thì họ nói 2024 phân lợi sẽ có thể đi giảm xuống nữa. Thì thành ra giảm bao nhiêu thì mình cũng chưa xua, nhưng mà họ nói là có thể sẽ giảm, thì cái thị trường nhà cửa nó có thể nó bắt cấp trở lại, nó có thể nó sôi nổi trở lại, không giống như bây giờ cuối năm. Thứ nhất là người ta cũng cảm thấy giá nhà vẫn còn cao, mặc dù cái rate nó xuống nhưng mà người ta nó cũng chưa xuống nhiều, đúng không? Với lại thậm chí là cuối năm lễ Tết rồi thì tùm lum hết, người ta cũng không muốn mua bán nhà nó thay đổi trong cái vấn đề mà cuối năm ngày lễ lộc, đúng không? Thì đâm ra cái thị trường nó đang giống như là nó đang yên yên một chút, nó đang lặng lặng, chứ không có nghĩa là người ta không cần mua nhà đâu nha quý vị. Tại vì cái mùa đông, mùa lạnh cuối năm lúc nào cũng có nhiều còn, những cái lễ lớn. Còn Trúc nói như vậy thì không nói thêm một cái vấn đề. Nếu ví dụ là quỹ dự trữ liên bang mà năm sau mà xuống khoảng
2 chấm đến 3 chấm thì tiền lời nó khoảng chừng 4-5 chấm. Nếu tiền đề 4-5 chấm là có những người á mua bán nhà nhỏ, ta mua nhà lớn thì ta vẫn ok để ta bán cái nhà là để ta mua nhà lớn. Có thể lúc đó lúc mà ta cần bán đi để ta mua cái ta được cái căn nhà khác thì ta có thể dễ dãi hơn và ta thể có đi với mình để cho làm cho nhanh, chứ không bây giờ giống như là hiện tại mấy những khách hàng cũng hơi còn hơi cấn cứng. Thì Thông thấy lúc đó là nhà cửa nó sẽ lên nhiều hơn, thì mỗi người bán người mua người ta khoảng bán người khoảng mua, chứ không phải giống như bây giờ là chỉ người mua không người bán thì trên thị trường không có. Tại vì những người đó theo thường ngày Thông nói với quý vị đó là mấy người đó chỉ 2 chấm 3 chấm interest rate thôi, người ta không có muốn take một cái mạo hiểm để ta bán nhà lên, trong khi đó có thể tiền lời không có chắc chắn lắm, với lại nhà bây giờ này, thì cao nữa người ta sợ là tiền thuế đắt nữa nên là vẫn chần chừ. Và với lại không nhắc cho quý vị nữa, bây giờ là hiện tại bây giờ nếu quý vị nào mà nghĩ đang cần nhà để mua liền đang cần nhà, thì đến đây là cũng là một cái cơ hội. Thường thường quý vị cứ nghĩ đi, bây giờ là trong cái lễ gần lễ Tết rồi, Christmas với New Year, thường thường đa số người ta không có cần bán lắm, để người ta muốn qua cái lễ để ăn tại tụ tập gia đình này nọ xong thì người ta mới chuyển nhà. Mà nhưng những người hiện tại trên list bây giờ thì là những người đang cần bán. Nếu quý vị mà muốn mua hiện tại thì Thông thấy quý vị vẫn có công cơ hội để quý vị điêu giáo nha. Đúng rồi. Để dễ thương lượng. Dễ thương lượng. Với lại hiện tại bây giờ người mua cũng ít. Ít nữa. Người bán ít. Thì quý vị mua để mình có một cái cơ hội để mình không cạnh tranh ha. Không cạnh tranh nhiều. À. Thì gần tiếp theo thì theo cái bản tin họ cũng nói thêm đó quý vị, từ tháng 9 năm 2023 trở đi trở vừa rồi đó, thì họ thấy rằng cái những cái số nhà lên thị trường bán nó tăng nha quý vị, nó tăng khoảng 1.8%, nó tăng 1.8%, mặc dầu nó tăng nhưng thật ra cũng chưa có đủ cái nhu cầu, nhưng mà ít nói cũng có cái điểm tốt là nó tăng chút xíu ha. Còn thì họ hy vọng sau lễ, sau holiday là nó thị trường như chút chung đó nó sẽ bắt cấp trở lại ha. Thì còn, cái đó là theo bản tin họ thấy. Còn và... theo không thấy đó, đúng là nó tăng mà vẫn còn thiếu. Thông thấy thiếu là những cái khu mà nó đang còn hot, cũng như là khu LA, khu Orange County mình thì nó vẫn còn hot, thì nó vẫn còn thiếu. Nhưng cái những khu mà San Marino, Riverside thì nó bây giờ nhiều nhà trở lên list cũng hơi nhiều hơn hồi xưa rồi. Thì những căn đó hiện tại theo Thông thấy nếu bỏ trên market bán để fair market bán mình thì giá thị trường thì nó mắc đến cũng cần cả 2 tháng mới bán được. Nên những khu đó thì Thông thấy nhà vẫn lên vẫn đủ, nhưng mà người mua vẫn còn chần chờ tại vì cái tiền lời nó quá cao. Nên họ vẫn nhưng mà mấy khu đó thì những người seller đã vẫn bây giờ bắt đầu người ta chịu đi mua giá. Rất dễ thương lượng. Dễ thương lượng. Còn rất khu Orange County LA thì nó ngược lại chứ, tại vì nhà vẫn chưa có nhiều. Thì mà nhưng mà không cảm giác thì người chủ vẫn ok, vẫn mềm hơn chút xíu, không phải mềm lắm, cũng như hồi xưa ta cứng đến 10, bây giờ phải ta cứng vẫn 7, 8, ta vẫn ok về. Thậm chí bây giờ Trúc Trương thấy những cái list lên thị trường, giống như những cái listing mới vừa lên, thì cái giá cũng tương đối nhẹ nhàng, không quá, giống như họ không có list quá cao chót vót, không có quá cái mức mà market price lắm, đúng không? Họ cũng vừa phải thôi. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, những căn mà đã ở trên thị trường rồi á, Trúc Trương thấy cũng có một số vùng giảm giá rất nhiều, bởi vì có nhiều căn, thậm chí ở Found Valley Trúc Trương thấy có nhiều căn hồi xuống cũng cả 100.000 nha quý vị nha. Có nhiều, không phải nhiều mà giống một vài căn thôi, thì thật ra listing ở Found Valley nó lên mỗi lần lên có mười mấy căn, mười mấy hai chục căn, mà vừa condo townhouse thì không đủ cái nhu cầu, người ta cứ pha hồng valet, cứ về Orange County là pha hồng valet. Chính vì vậy á, thật ra cũng có một hai căn thôi Trúc Trương thấy nó xuống giá rất nhiều. Cái đó là ở pha hồng valet.
Còn ở Anaheim thì chúc chương cảm thấy xuống rất nhiều nhiều căn xuống giá còn có 700 mấy, hay hoặc những cái listing mới lên họ đăng 700 mấy, mình biết, thật sự mình biết họ đăng 700 mấy nhưng không thể nào họ bán 700 mấy thiệt. Nhưng có cái nếu như họ đăng 720, 730 mình cũng có cơ hội mình mua khoảng 750, ví dụ mình có thể mình trả thêm 20-30 ngàn đúng không, thì ít ra nó cũng dưới 800 đúng không. Nhưng mà quý vị nên nhớ một điều, nhất là khách hàng có chúc trương nha. Thí dụ như mà quý vị thấy những cái list chúc trương gửi, ví dụ thấy ở 700 mấy mà bây giờ cái nhà cho dù nó có rẻ lắm quý vị cũng phải mua từ 850, 870 cho cái căn nhỏ nhỏ cũng chưa có upgrade lắm đâu ha, vừa vô ở ấy thôi, chứ những căn upgrade thì họ không bán ở dưới 900, 950 đâu. Nhưng mà nếu như căn nào nó list 700 mấy, họ mới vừa list lên thị trường, đừng hỏi chốt trương là đi offer xuống nữa nha quý vị. Tại mình đã thấy cái giá nó hơi bất thường rồi, đứt rẻ quá đúng không? Mà vừa mới lên thị trường, hỏng tâm lý, không có chủ nhà nào mà chịu nhận cái offer hay họ chịu deal với mình mà trả xuống giá trơn á nha. Nhớ ít nhất là cũng phô ra trở lên, hay hoặc mình nghe 700 mấy mà ở khu Golden County này mình trả thêm tí xíu 20-30 ngàn ha. Hay hoặc là quý vị thấy là mới lên thị trường cái quý vị kêu chúc trương trả xuống khoảng 50 ngàn, mà trong khi đó họ đã list thấp rồi thì họ không bao giờ họ deal với cái offer đó của mình. Thành ra mình phải giống như là phải chú ý cái vấn đề đó, chứ không là mình sẽ rớt cái offer như chơi. Bây giờ thì Thông bổ chút thêm cái phần của chút. Thường Orange County LA của mình á, là nhà chưa chưa rớt nha vị. Thì hiện tại cái season hiện tại bây giờ mùa bây giờ là mùa Nó chậm slow, nó thôi. chậm. Những người bởi Thông mới nói chậm, nhưng những người hiện tại đã bán thì người ta càng bán. Với lại người ta xuống giá 100 200 ngàn, tại vì hồi mấy tháng trước họ list trên trời, Đúng rồi, lít họ lên cao. trên cao quá, họ thấy hiếm, họ lít cao, họ muốn hứng tiếp lít khi nào là hết lít, nên bây giờ họ lít rồi họ không nghe cái agent họ nói, nên họ lít họ đợi trên thị trường 30 ngày 40 ngày không có offer, bắt đầu họ đuối thì họ muốn họ ok, họ bắt đầu họ tin cái agent đó của họ thì họ rớt xuống bằng cái fair market, chứ không phải là nhà rớt Rớt nha gì. giảm Còn giá thôi. còn những Anaheim hiện tại á, là Anaheim cũng lên cũng hơi nhiều hơn chút xíu của mấy tháng trước, nhưng mà thì không cũng lại nói slow, bây giờ nó season show người ta không mua nhiều rồi, những căn đó người ta muốn để giá thấp để hấp dẫn cho những người mua chú ý để người ta vô đó offer vô, chứ không phải người ta list giá thấp dưới đáy mà quý vị như nãy chút nói, bởi vì còn còn kêu offer dưới nữa thì đừng có mắc đừng 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 có mắc thời gian. Thì lúc mình đã nhờ một cái agent cũng như Thông và Chúc, thường ngày Thông và Chúc thì Thông thường lúc đã nói lúc nào Thông và Chúc đi offer thì Thông Chúc lúc nào cũng đu cái một cái homework. Bây giờ hiện tại Thông Chúc không cần đu cái homework nữa, tại cái khu này là khu cũng như là trong bàn tay của Thông chẳng của Chúc, chứ làm có cái gần cả 10 năm rồi, nên mình nhìn cái một cái căn nhà một cái khu đó là mình biết cái giá trị của căn đó bao nhiêu rồi. Thì nếu quý vị mà nếu mà chọn một agent thì quý vị nên tin tưởng, chứ không phải là có nghĩa là quý vị gọi với Thông nhận dấu Thông nhận nói vậy, ô cái anh này không muốn làm, không phải không muốn tiền cho mình mà không ai mà không muốn kiếm tiền quý vị, nhưng cái đó là cũng như là gọi tiếng Mỹ là impossible, là có nghĩa là không không có một cái cơ hội nào á. Tại bây giờ Trương thấy ở Anaheim xuống giống như cái giá họ list cũng tương đối nhẹ nhàng hơn, có thể là từ 800, có nhiều căn Trương thấy hiện tại đó, nhiều căn cũng dưới 800 nha quý vị ha. Mà thật ra đó, thí dụ như mà quý vị muốn mua Orange County mà một số khách hàng không hiểu tại sao lúc nào cũng mua phải mua đúng ngay trung tâm người Việt, đúng ngay trung tâm lý đô Sài Gòn, thì không thể nào cái nhà nào mà từ 850 dưới 900 hết trơn á quý vị nha. Không thể nào chốt trương có thể tìm được cho quý vị, cho dù họ list là list quý vị thấy dưới đó đó, nhưng mà quý vị không thể nào mua dưới đó được. Thành ra nếu như mình cảm thấy khả năng mình mua từ 800 850 thì mình chịu khó ở Anaheim, Fullerton chút xíu đi xa có 10 phút chứ nhiêu,
chạy đường trong thôi à quý vị, cách nhau có 10 phút, 15 phút à, đâu có xa gì đâu đúng không, cũng là cái khu Việt Nam mình thôi. Thậm chí bây giờ chợ Việt Nam khắp nơi ở Anaheim dày dại xuống dưới cũng có chợ Việt Nam hết rồi, chứ không cần chạy xuống ngay trung tâm đây để mình đi chợ Việt Nam đâu quý vị, đừng lo lắng. Thành ra là nếu như mình có khả năng chừng 800-850 đó, mình mua vòng vòng ở ở ở Anaheim, Fullerton, Buna Park gì chút xíu cũng được, không có sao hết đúng không. À, thì là cái giá nó giống như cái giá nó theo cái location, chứ ở đây mà quý vị cạnh tranh nhau quá trời mà mua có 800 mấy không có căn nào để mình tìm được. Thì Thông nói á, có những cái phù hợp tình trạng của mỗi gia đình, khi á, cũng như một cái gia đình đi tìm một cái căn nhà mà trẻ như Thông chẳng nói chung 5 phút 10 phút không có nghĩa lý là gì hết quý vị. Mà nếu quý vị mà có một cha mẹ già 80-90 tuổi muốn ở với cộng đồng đi bộ thì ok, cái đó thì mình ráng sức để mình thêm chút xíu tiền. Còn không có cảm giác là mình mua xa xíu cũng ngon lắm quý vị, yên tĩnh quý vị, khu nó không khó xô bồ lắm, nó cũng yên tĩnh mà cũng sạch sẽ nữa chứ đâu, mình sống nó thoải mái hơn với lại cái đồng tiền của mình bỏ ra. Thì Thông lại thích ở cũng hơi chứ ở trung tâm quá thì nó cũng ồn ào. Thật ra đó thì bây giờ như Trúc Trưng và Thông Trần hiện tại thấy có một số khách hàng giống như là không biết là những cái khách hàng mà mua cái nhà 1,000,000 đi ha, thí dụ như hồi trước mình cứ nghĩ là hoặc từ 1,2,3 trở lên lúc nào mình cũng nghĩ rồi tại sao không mua Palm Valley hay hoặc Huntington Beach. Nhưng có một số khách hàng bây giờ họ cũng biết chuyện quý vị, 1,000,000 đó họ cũng chịu mua xa ha, mua xa một tí đó, ngoài cái vấn đề mà những người khách lúc nào cũng mua trung tâm thì cũng có một số người họ không có muốn ngay trung tâm, nó hơi xô bồ giống như hơi đông đúc quá, thì họ thích yên tĩnh hơn, họ đi dài dài ra hướng Riverside một chút, 1,000,000 họ có thể không mua sân vườn, ví dụ như mấy chục ngàn square feet đất hay một acre đất thí dụ vậy, họ mua tới 1,000,000, 1,200,000, 1,400,000 gì đó họ vẫn muốn bỏ 1,000,000 nhưng mà họ có căn nhà đẹp rộng mà có sân vườn. Tại vì đôi khi cái cách sống của họ hay hoặc là nhất là những người lớn tuổi đi, họ từ tiểu bang khác rồi về họ không còn đi làm nữa, tại đó họ không cần phải ở cái khu trung tâm quá đúng không. Họ muốn ở nhà relax, trồng cây, nuôi cá, nuôi gà gì đó, thí dụ vậy ha, trồng cây enjoy cuộc sống. Mấy nhà rộng rãi thì lâu lâu con cháu ở nơi khác về chơi đó, thì họ chịu khó đi ra ngoài. Bây giờ Trúc Trưng cũng có những người khách họ chịu đi xa một chút để quý họ vị nhớ bây giờ hiện tại bây giờ là chợ Á Châu, nó chợ Á Châu đó, nó khắp nơi, chợ Chinese nè, chợ Korean nè, nó cũng bán đồ cũng giống như chợ Việt Nam mình, chỉ có những cái món mà rồi mắm nem thì nó hơi khác xíu, thì cái đó thì một tháng hay gì mình mới chạy xuống đây một lần mình mua, chứ đâu phải mình chạy mỗi ngày mình mua đâu, mình sợ. Nhưng mà những khu đó nó cho những người già lại là perfect, lại là rất là tốt, là yên tĩnh lắm, khí hậu trong lành lắm quý vị ơi, chứ không phải mình chứ không phải là mình muốn, ngoại trừ là quý vị nào buồn muốn ở khu Việt Nam để nói tiếng Việt Nam mà đi bộ ra ăn mỗi ngày mà nó không muốn nấu ăn thì cái đó là cái khác. Còn có những gia đình người ta thích nấu ăn, ta thích trồng cây, ta thích nuôi thú vật. Giờ trong khu này thì nuôi thú vật này nọ, trồng cây nọ phải ngần. Thật ra thì tiền nghèo của đó ngay trung tâm thì mình phải bắt buộc cái giá nhà nó cao rồi đúng không? Nó đầy đủ hết, đủ thứ hết thì bắt buộc là cái trị giá nó phải khác biệt rồi. Thật ra ở đây ông mình nói cái nhà Orange County này trung bình là 1,000,000 đi, 1,000,000 đúng không? Mà nhà nhỏ nhỏ, cũ, không có được mà để new xây mới như cái hướng Riverside, nhà mới toanh đúng không? Quá trời đẹp luôn, giống như là một cái mansion nhiều căn nhà nó rất là rộng đẹp đúng không? Thì thật ra cái nào nó cũng vậy hết. Giống như quý vị thấy cái nhà ở những cái khu mà có công ăn việc làm dễ dàng, những cái nền kinh tế của tiểu bang đó hay hoặc cái khu đó quá tốt thì đương nhiên cái nhà nó chi chít nhau nhưng mà vẫn mắc như thường,
không phải cần mà mấy, quan trọng là cái nhu cầu, cái nhu cầu với lại cái mức lương của họ sống họ đủ chi trả. Cứ nhiều người ở tư bang khác nói trời tại sao cứ chưa giống như là chen chúc vô trong cái Orange County để ở mà cái gì cũng mắc, mà nhưng mà ở đây họ đi làm họ đủ khả năng, họ chi phí sinh sống thì họ mới dám ở, đúng không? Thì ai cũng vậy, nếu như họ sống không nổi họ đã không ở đây rồi, đã họ đi nơi khác. Thậm chí những khách hàng của Trúc Trương họ hồi xưa họ đi những tiểu bang khác họ làm ăn khởi bển đó dễ, thí dụ làm nhưng không chi được nhiều thì đương nhiên mới dư tiền, dư tiền rồi rút cuộc cũng thích về đây sinh sống, mua nhà để đây sẵn cho thuê. Chị khi nào retire rồi bắt đầu là họ cũng phải muốn về đây họ ở, mặc dầu cứ nói ôi đây đời sống cao quá, mà thật sự về đây rất nhiều. Quý vị ai cũng nói là đi giống như theo những con số tin tức họ nói, giống như là từ Cali đi qua tiểu bang Texas với lại Florida rất nhiều những người dân từ Cali đi qua đó. Nhưng mà quý vị không biết được cái lượng người mà về lại Cali nhiều nhất cũng là từ Texas về. Đó. Đó. Đúng không? Quý vị thấy không? Đi rồi cũng có số một số người về. Đó. Nói chung á quý vị cứ nghĩ đi. Cái kinh tế của California đứng trên thế giới là đứng thứ 5. Mà nếu thử mà bỏ ra cái nước Mỹ, toàn nước Mỹ thì đứng thứ 4. Tại sao người ta không trở về? Đúng không? Tại sao mình phải bỏ một cái câu hỏi tại mình đến đây nó đối với họ tốt và công ăn việc làm nhiều, cái gì nhiều. Mà nếu quý vị cứ nghĩ đi. Ok, bây giờ đó. Giờ quý trong thời đại hiện tại bây giờ thì Thông có khuyên quý vị đó, đừng có mơ mộng nhiều quá. Mình có cái khả năng nhiều, mình mua bao nhiêu. Bây giờ quý vị nghĩ đi, mình bỏ cái California 10 năm rồi, mình đi qua tiểu bang khác, mình để dành dụm được nhiêu đó tiền. Nhưng mình về đây, cái dành dụm của mình đó, nó không đủ trong cái thành phố, cũng như sát của Westminster, Fountain Valley hay gần đâu. Mình có 700, bây giờ sao? Bây giờ mình phải ở mua cái ngoại ô chung chứ là Riverside. Nhưng mà Riverside, bây giờ hồi xưa quý vị ở bên tiểu bang khác, quý vị mà muốn về để chơi, quý vị phải bay vé, lấy cái vé bay qua đây lại mắc hơn cả ngày. Bây giờ quý vị nghĩ quý vị chạy xe có nửa tiếng thôi, chạy lên chạy về có nửa tiếng, tại sao mình không mua? Mà trong khi đó quý vị mà muốn để dành đủ cái tiền để mình mua trong thành phố, quý vị phải bỏ thêm 5 năm nữa. Cái đó là có cái đáng để cho mình bỏ thêm 5 năm để mình thêm chút tiêu tiền để mình mua thành phố, mà chưa chắc 5 năm đó cái số tiền mình đi dành lại mua được. Khi 5 năm đó nhà cửa trong thành phố nó lại lên nữa quý vị. Nên bây giờ mình có khả năng bao nhiêu, mình ước mơ mình về. Ok, mình bớt cái mơ mộng mình xuống, hay bớt cái khả năng mua theo cái giá của mình chấp nhận đeo đó, nhưng mà mình được một cái nơi để mình thích ở, mình dọn về mình ở. Thật ra ở đây ai cũng nói ngoài cái chuyện mà mua nhà giá cao quá, đúng không? Trả mortgage cao mà tiền mướn nhà cũng cao, thật ra cũng không cao đâu quý vị, so với như bản tin mà quý vị có nghe là bản tin họ đưa ra mà ở Florida, mà ở Miami là cái nơi mà cho thuê nhà mắc nhất đó quý vị nha. Đừng có nói nha, ở đây mình ở căn nhà cũ mềm có 1,000 mấy square feet, mướn có 3,000 mấy mình cũng la làng, đúng không? Ở đó có một những cái số mà zip code ở Miami, ở Florida là quý vị biết mướn nhà 20,000 một tháng. Quý vị nghe ghê chưa, 20,000 một tháng so với đây mình mướn có 3,500 căn nhà 1,200 square feet, đúng không? 20,000 rồi, thậm chí mà cái đó là cái nơi mà cho thuê mà mắc nhất á nha. Còn ở ở Los, ở Santa Monica đó là cũng đứng thứ 3, thứ 4 gì đó, Chúc Trương nhớ không lầm, là cũng là 6,000 hay 8,000 gì một tháng. Thấy không? Cái nơi mà đứng thứ 2 Chúc không nhớ là ở đâu, là cũng 10,000 một tháng nha. Thấy không? Mướn nhà thôi đó quý vị, thấy không? Mà 2 phòng thôi đó. Đó, họ nói là một căn nhà 2 phòng đó, chứ chưa được 3, 4 phòng đâu. Đó, 2 phòng, họ chỉ lấy cái trung bình là 2 phòng. Đó mà ghê, kinh khủng chưa? Thành ra là ở nơi đâu cũng vậy thôi. Thì thật ra như Thông Trần nói, đúng khả năng đi, thì mình không lo nghĩ gì, mua thời điểm nào cũng được. Không cần thiết là interest rate cao, thấp,
Hay là mùa nóng, mùa lạnh, đầu năm, cuối năm gì không quý vị ha? Miễn sao mua đúng khả năng đi thì mình sẽ có cái tài sản. Nhớ không, chú Trương nói mua nhà là một cái tài sản, có không? Để mình phát triển vô. Giống như là chú Trương hay nói tài sản với cái tiêu sản, đúng không? Thì cái nhà là cái tài sản chắc rồi, thành ra đừng lo lắng nữa. Thông theo chú nói cái câu đó, thông lại nhớ một cái câu của Tiệm Vàng nói: mua vàng là phương pháp trị liệu cái nghèo. Còn Thông thấy là mua nhà trị liệu cái nghèo là cái chắc hơn nữa đó. 5 năm lời chắc rất hơn. Là chắc hơn vàng nữa. Thì đó là tất cả những gì mà Trúc Trương và Thông Trần muốn gửi đến quý vị của cho những cái bản tin về địa ốc của ngày hôm nay. Nếu như mà quý vị cảm thấy hay, nên like và share cho những người thân, bạn bè của mình để họ tìm hiểu thêm tình hình địa ốc nha quý vị. Còn nếu như mà quý vị nào mới lần đầu tiên nghe bạn bè giới thiệu qua cái kênh YouTube này, thì đây là cái kênh Tâm sự địa ốc của Trúc Trương và Thông Trần. Nhớ subscribe cho Trúc Trương và Thông Trần để có thêm coi như là ủng hộ tinh thần, để có thêm những video kế tiếp hay hơn. Và có đôi khi tại vì có sự ủng hộ của quý vị thì Trúc Trương và Thông Trần cảm thấy ôi vẫn còn người thưởng thức, vẫn còn quý vị muốn nghe. Chứ mà mình lèo tèo vài người vô view cảm thấy ôi chắc bây giờ quý vị không còn muốn thưởng thức chương trình địa ốc nữa, có thể là tự tìm hiểu ở trên online rồi. Thành ra chúng tôi không thể nào có tinh thần để làm thêm nữa nha quý vị. Nhớ subscribe. Với lại một phần đó, quý vị Thông là người edit cái video. Nếu quý vị mà cực like mà share cái view nhiều á, tự nhiên lúc mỗi 3 giờ khuya, 4 giờ khuya Thông vẫn edit một cái video. Thông cảm giác có hứng thú, Thông muốn làm nhanh nhanh cho nhanh, để cho quý vị, để quý vị trông mong. Với lại Thông nó làm cho người mình thoải mái, có như hăng động, có như là làm vui vẻ. Lúc mình vui vẻ thì mình làm mình không thấy mệt. Còn kiểu mà mình thấy cái video mình mỗi ngày xuống nó làm chán chán, làm nản nản, thôi giờ đi cũng không cần hết. Tại vì người ta đâu có coi mình đâu, mình làm gấp chi hay làm nhiều chi, thấy nó cũng thêm cảm giác giống như mình phí thời gian để lúc mình thức khuya để mình làm. Với lại Thông nói với quý vị đó là Thông nhắc lại cho quý vị đó là những cái tiền của kênh YouTube này là Thông đi làm từ thiện. Nếu quý vị nào mà coi nhiều, share nhiều là cũng nằm là một đóng góp, một bàn tay cùng Thông để mình giúp đời thêm. Mình cũng như Thông không có tiền thì Thông bỏ công sức ra để Thông làm, thì thức khuya này nọ để đó Thông làm. Còn quý vị thương Thông thì quý vị like và share video nhiều không thiếu, thì cái đó thì mình cũng như gọi là mình giúp đỡ lẫn nhau để cho cuộc sống nó đỡ đỡ cho những người đang khổ. Hy vọng là 2024 có nhiều bước phát triển tốt ha. Cái thị trường có thể rây xuống đó, theo những cái expert họ nói như Trúc Trương nói ha, cái rây xuống rồi nhà lên nhiều để mình lựa chọn, mình có nhiều coi như là compare, mình căn này cũng được, mình có căn kia mua đúng không? Cái sẵn cái rây rẻ quá mình hăng say mình mua nha quý vị. Thì đó là tất cả những gì mà Trúc Trương và Thông Trần muốn gửi đến quý vị. Xin cảm ơn quý vị và chúc quý vị một ngày thật nhiều niềm vui và nhiều may mắn. Thông cũng chúc quý vị có một ngày niềm vui và nhiều may mắn.